Xin chào quý ông bà cô chú đang quay trở lại với kênh của Hiện Tiên nha. Sáng ngày hôm nay thì đang có khán giả đến để viếng mộ của cậu Năm này cô chú anh chị. Đó. Nay nhạc lớn ghê luôn chị ha. Nhạc to quá. Vậy chứ cũng to à, nhưng mà đều nó lắng được chút xíu. Đó, mình sẽ đứng từ xa nha cô chú anh chị để cho gia đình được tự nhiên hơn. Đó, bất ngờ là buổi sáng bình yên thì bây giờ mấy cô cũng vừa đến đây để viếng mộ của cậu Năm. Này có một cái đoàn khán giả vô đây. Cái gì vậy? Đó, anh nghe cái đó coi mùng. Chào chị nha. Hầu quân. Đi nào xúc luôn không? Tiễn chồng ra chắc bữa nào bữa nay mình tiễn ổng đi hết. Ổng làm mình hết hồn mình tiễn ổng luôn. Trước khi làm mình nói. Ủa, ngoài kia chở nguyên bộ trẻ luôn anh. Ôi. Ôi che to dữ vậy. Đấy. Đấy vậy? À, sáng nay thì gia đình của chị ở Bình Dương nha cô chú anh chị. Đó, quá đẹp luôn. Một hai ba chị cười lên chị. Một hai ba. Chị ơi. Chị là lớn nhất hay sao? Dạ. Mà mình có gặp lần nào chưa hả chị? Chưa gặp lần nào. Dạ. Chưa gặp chú ngoài đời luôn hả? Hình như dân Bình Dương mình ít gặp chú lắm nha. Chú là chỉ hình như thích khách miền Tây nhiều ha. Nhưng mà chú đi viện ở tỉnh nhiều. Dạ. Dạ. Bởi vậy chú thấy dân Bình Dương mình ít được bà con xem chú á, cho nên nó chú mới ưu ái là chú nằm ở đây nè. Chú nằm ở Bình Dương. Chắc vậy quá hả chị? Rồi là chị đi. Rồi, cảm ơn chị nhiều nha. Chị hôm nay chị đến đây là mục đích là đến mộ chú Diễn hay là đi cùng chị cùng Diễn đây vậy? Chị đi chùa đây là sáng kế lên đi chú. À, chứ còn chị đã đi chùa rồi hả? Đầu tháng chị đi chùa rất là tốt nha cô chú anh chị. À. Anh nói vàng anh chăm lo kỹ cái ba cây quạt này của cậu Năm. Cái này kêu sát giác được không? Đó, kêu sát giác gì? Hả? Cái này à, cắm đây hả? Cái này chắc giờ phải đậy rồi. Không, nó vô cái tàn. Đủ, không có được. Cúng rồi. Cúng có hai đây giờ hình nước này mình không chút nữa mấy anh em đi mua trái cây. Chút nữa đi chợ. Bữa nay cũng có khán giả ở cúng mùng 2 á. Sáng nay thì buồn của chú anh chị ơi. Trong lóc à, hiện tại thì cũng không có gì nhiều. Hai chai bưởi rất là to. Ủa cái cây đèn cày này là hồi sáng mình vô thấy còn trái không anh? Vậy là nó trái lâu dữ vậy? Thôi, thôi
tối hôm qua là mình đốt lúc nhiêu ta? 7 giờ. À, mà đến bây giờ chắc cũng 8 giờ. Chưa được nửa cây nữa. Nửa cây nằm dưới đây nè. Để coi ngày nay coi thử trái rồi còn bao nhiêu tiếng nữa. Cậu ơi phát hiện 15 mét. Đứng tướng quá đẹp luôn. Ôi, có một trái chín nè cô chú ơi. Cô chú anh chị ơi, có một trái đang chín nha. Đó là tiên hái để cái đồng của rồng. Lọc rồng. Lọc rồng buổi sáng. Lọc rồng buổi sáng ha. Đó. Anh nói làm em rung nè. Có khi á, đây là chan rất là ngọt thì cô chú anh chị. Bữa nay thời tiết thì cũng hơi xấu ha, cũng đang có mây rất là nhiều luôn, có khả năng là sẽ mưa sớm đó, cô chú anh chị. Đó cũng có gió. Đây nữa nè cô chú anh chị ạ. Rất là ngon. Đây là tiên hưởng được hai cái lọc rồng của cậu nha. Giờ qua bên đây có lọc rồng nữa không? Tại vì cái trái nó chín rồi đó cô chú anh chị, nên có thể là hái để dùng đó. Hái trang ăn được nha cô chú anh chị. Ở đây thì không có. Cái bên kia thì đang có khói á, do đốt những cái đồ dùng rồi cho bé 12 tuổi, bé gái nha cô chú anh chị. Thì em bữa tiên cũng có quay cái clip bé hàng xóm của cậu Năm ở phía trước, bé bị dạng y đột quỵ cô chú anh chị, 12 tuổi. Bé khi mà tắm vô thì bé cảm thấy nhức đầu, rồi tắm ở nhà đó cô chú anh chị, rồi bé kêu mẹ vào để mặc đồ giùm, thì sau đó là chở đi bệnh viện là chừng 5-6 tiếng sau thì có cái tin buồn cô chú anh chị. Đó thì hôm nay là ngày mở cửa mã của cái mộ của bé đó, thì gia đình lên để đốt hương. Và một cái điều rất là buồn khi mà nghe là gia đình tâm sự là không có tin được vào cái sự thật, không có chấp nhận được luôn á cô chú anh chị. Tại vì mới một cách là nhanh chóng quá, tức là nhiều khi chưa có đón nhận được cái sự thật này đó, mọi người còn đang rất là ngỡ ngàng luôn. Ngon không? Cậu ơi, ai đang ngon vậy? Cậu ơi, cô chú ơi, 15 mét ăn thôi 10 giờ. Chua chua nha. Chua chua phải không? Có vị chua chua, nhớt nhớt đúng không? Có vị thơm thơm. Có nhớt không? Nhớt. Giống là rau xam á. À, giống rau xam. Ngon mà, nó đâu có đắng đâu, ai nói đắng. Ai nói đắng là bác bỏ hoàn toàn vậy. Không có đắng, ra đi. Em ăn mà em cũng muốn thích. Không, mình ăn thì mình mới biết được.
mà. Ăn xong mắt ơi, khi nào mắt mà đóng luôn hương mới tốt ha anh à. Sao mà nó chui vô đó được hay ta hả à? Cô hỏi cũng nên công sáng chở bánh sớm. Rồi, cái video của Hiền Tiên xin kết thúc nha cô chú anh chị. Chúc cô chú anh chị đang xem kênh có một ngày tốt lành. Thì cả nhà nhớ đăng ký kênh cũng như là like để ủng hộ cho kênh của Hiền Tiên Vlog mỗi ngày một phát triển hơn nha. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.